Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm 17 ngày 18 tháng 9 năm 2023 do Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên đá Đồng Văn, khu vực này nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 20 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 82%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, khu vực này nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ khu vực này sẽ dao động trong khoảng từ 22 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 82%. Còn tại khu vực vùng núi thấp, khu vực này nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 23 đến 35 độ, độ ẩm trung bình 85%.